Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đăng, nhân viên kỹ thuật bên linh kiện DT. Hôm nay tiếp theo series về chiếc thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm chiếc cắm nữa. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu cho các bạn về con chiếc T3D6F. Đây, sản phẩm T3D6F. Sản phẩm chiếc cắm 3 chân T3D6F. Ở dòng T thì hôm nay mình có đem đến cho các bạn xem. Ngoài sản phẩm T3D6F thì có T8C8F. Và sản phẩm cũng là một sản phẩm T nữa là T1D6. Đây quý vị có thể thấy ở trên màn hình T3D6F, T8C8F và T1D6. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu cho các bạn về sản phẩm ME126H. Đây là sản phẩm ME126H, cũng là một sản phẩm chiếc cắm 3 chân. Như quý vị có thể thấy ở trên màn hình, đây là mặt sau của nó. Ba sản phẩm cuối cùng thì mình xin giới thiệu cho các bạn là sản phẩm BTA24. Sản phẩm BTB04 và sản phẩm BTB16. Những sản phẩm BTA và BTA thì mình đã nói nhiều cho các bạn ở video trước rồi. Thì nay mình sẽ giới thiệu cho bạn nốt sản phẩm BTA24 và giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm nữa của dòng BTB0 là BTB04 và BTB16. Đây quý vị có thể thấy. Đây là BTA24, BTB04 và BTB16. Đây là mặt sau của nó. Như vậy thì ở video này mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả là 7 sản phẩm. Ở dòng lần lượt là sản phẩm T1D6, T3D6, sản phẩm T8C8, sản phẩm ME126H và một sản phẩm dòng BTA là BTA24 và hai sản phẩm dòng BTB là BTB04 và BTB16. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu bạn nào mà có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ theo số điện thoại trực tiếp mình đã để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.